Thưa quý vị, tối ngày hôm qua tại quảng trường Lâm Viên, cuộc thi Đà Lạt Best Dance Reel 2023 Hoa Sen Home International Cup đã diễn ra màn so tài vô cùng hấp dẫn của 12 đội thi quốc tế. Và sau những cuộc tranh tài đầy đẳng cấp, thì chiến thắng đã gọi tên một đội đến từ Malaysia. Hai đội nhảy xuất sắc nhất trong và ngoài nước ở bảng quốc tế đã có những màn so tài đầy kịch tính. Biên đạo Việt Max, Viết Thành và cả Alex The Cake được mệnh danh là những quái vật của làng nhảy thế giới. Và Hoshito Torres Tanaka, thành viên của nhóm nhảy Flex Flap cũng bất ngờ vì màn trình diễn của các nhóm. Sau 12 tiết mục đặc sắc, 4 nhóm nhảy xuất sắc nhất bước vào vòng battle như Playlist Lock đến từ Thái Lan, KOP Nation của Malaysia, Carlos và Lick Team. Sau những màn battle mãn nhãn, danh hiệu quán quân bảng quốc tế Đà Lạt Best Dance Crew 2023, Hoa Sen Home International Cup chính thức gọi tên KOP Nation đến từ Malaysia. Giải Á quân thuộc về Colors của Thành phố Hồ Chí Minh và giải ba thuộc về League Team của Bình Dương. Become a team, it really challenged. Chúng tôi đã chuẩn bị phần showcase và battle trong thời gian rất lâu và luyện tập rất nhiều lần. Chiếc vô địch này có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi để toàn đội có thể theo đuổi giấc mơ của mình và chúng tôi cảm ơn nước chủ nhà Việt Nam rất nhiều. Ban tổ chức mong muốn là có thể mang tinh thần thể thao lành mạnh cũng như là biểu diễn nghệ thuật sáng tạo tới khán giả Việt Nam để khán giả Việt Nam có thể không sử dụng mạng xã hội quá nhiều và có thể tập trung vào những cái môn thể thao lành mạnh như là nhảy múa hoặc là ca hát.